Có phải bạn vẫn đang thường hay nói là gokakunin shite kudasai hoặc gorenraku shite kudasai? Thì đó không phải là một cái cách nói chính xác để muốn nhờ vả một cách lịch sự người khác. Thay vào đó, các bạn cần phải nói theo cái dạng đó là o hoặc là go cộng với lại động từ đuôi mas, bỏ mas đi và cộng với lại kudasai. Ví dụ như là bạn với mình sẽ cùng thử chuyển một số các cái cụm từ sau đây chuyển sang dạng nhờ vả ở dạng lịch sự khi mà mình nói trong tiếng Nhật là gì nhá. Chúng mình bắt đầu nha. では行きます。1番、入る。お入りください。正解です。お入りください。2番、お使いください。お使いください。お使いください。お使いください。3番、上がる。お上がりください。正解です。お上がりください。お上がりください。お上がりください。お上がりください。4番、日本語で話す。日本語でお話しください。正解です。日本語でお話しください。日本語でお話しください。日本語でお話しください。日本語でお話しください。5番、説明する。説明、ご説明ください。はい、正解です。ご説明ください。ご説明ください。ご説明ください。ご説明ください。はい、最後6番です。紹介する。ご紹介ください。はい、正解です。ご紹介ください。ご紹介ください。ご紹介ください。ご紹介ください。とても簡単ですね。Và đó chính là một trong những cái phần mà luyện tập liên quan tới kính ngữ trong cái khóa học hội thoại giao tiếp 1-1 với người bản xứ ở bên mình. Và nếu như mà các bạn cảm thấy hứng thú với cái phần luyện kính ngữ này thì hãy đừng ngần ngại inbox mình ở trên fanpage của Facebook Học Tiếng Nhật Cùng Mao nhé. Ra nhé!